Ba điều sau là nói về ý nghiệp. Thứ nhất, không tham, ngăn hành di ác, lấy không chán trước đây, chính là tham dục. Nên hành bất tịnh quán, quán hành thiện sáu trần, đều lường lọc bất tịnh. Trước đây lấy mãi không chán, chúng ta nói tham mà không chán. Tham cái gì? Tham tài, tham sắc danh thực thủy, tham sắc, tham danh, tham ăn, ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thủy. Quý vị đối với cái này tham mà không chán. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cộng lại là 11 loại. Trước khi học Phật đã từng làm qua việc này. Tham mà không chán. Bây giờ đã hiểu rõ. Đức Phật dạy chúng ta rằng, phàm sở hữu tượng giai thị hư vọng, ngũ dục sáu trần là giả, không phải thật. Những thứ này ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta. Những thứ này ô nhiễm hạnh thanh tịnh của chúng ta. Tâm hạnh của chúng ta không tốt đều từ chỗ này phát sinh. Phải buông bỏ tâm tham, quán chiếu sáu trần. Nói sáu trần trong đó bao gồm ngũ dục, đều là lừa dối tự tánh của chúng ta. Huệ Năng Đại Sư minh tâm kiến tánh, câu thứ nhất Ngài dạy rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nói rõ chân tâm của chúng ta, bản tánh của chúng ta vốn dĩ đã thanh tịnh, không có ô nhiễm chút nào. Cũng chính là nói, ở chân tâm, ở trong tự tánh, không tìm được ngũ dục lục trần. Những thứ này dùng không tồn tại. Nó tồn tại ở nơi nào? Nó tồn tại ở trong A Lại Gia. Hạt giống ở A Lại Gia, khởi tác dụng ở Mạt Na Thức. Mạt Na Thức là ý thức, ý ô nhiễm. Thể của nó chính là ô nhiễm. Chúng sanh trong lục đạo lại nhận A Lại Gia là chính mình. Ở trong đây khởi lên chấp ngã. Tướng Tông nói rất hay, gọi tứ đại phiền não thường tương tùy. Bốn loại kiến giải sai lầm. Thứ nhất là ngã kiến, đem cái này cho là ngã. Ngã kiến, có ngã thì sam sân si sanh khởi. Có ngã kiến thì có ngã ái. Ngã ái là tham.
Ngã si là ngu si, ngã mạn là sân, mạn là thuộc về phiền não sân. Tham sân si theo ngã mà dấy lên, cho nên gọi nó là căn bản phiền não. Phiền não này khởi lên thì mê thất tự tánh. Luân hồi trong lục đạo, lúc nào quý vị mới giác ngộ? Sau khi giác ngộ, đem bốn loại này buông xả, thì quý vị minh tâm kiên tánh, quý vị mới có thể thoát ly luân hồi lục đạo. Quý vị mới có thể quay trở về tự tánh. Cho nên đây là quán lường lọc bất tịnh. Chúng ta nên đem thứ này buông bỏ. Buông bỏ mới có thể hành thiện. Hành thiện như thế nào? Lợi ích hết thảy chúng sanh là hành thiện. Vì sao vậy? Suy nghĩ lời của tôi vừa nói, hết thảy chúng sanh là con cưng của Phật A-di-đà. Đức Thế Tôn dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vốn dĩ là Phật với Phật A-di-đà chính là một, không phải hai. Nói cách khác, chúng sanh của biến pháp giới hư không giới cũng chính là con cưng của chính chúng ta. Chúng ta với Phật A-di-đà không phải hai. Trong hệ niệm pháp sự, Trung Phong Thiền Sư nói rất hay: tâm ta tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm ta. Nơi đây là tịnh độ, tịnh độ là nơi đây. Hóa ra chúng ta với Phật A-di-đà là một, không phải hai. Phật A-di-đà coi tất cả chúng sanh như con cưng của mình. Chúng ta ngày này lại xem hết thảy chúng sanh là đối lập. Như thế là chúng ta sai hay là Phật A-di-đà sai? Là Phật A-di-đà đúng hay là chúng ta đúng? Quý vị nghĩ một hồi như vậy thì sẽ hiểu rõ, thì quý vị đã khai ngộ. Bốn mươi tám lời nguyện của Phật A-di-đà, nguyện nguyện đều vì độ chúng sanh. Nguyện nguyện là giúp đỡ chúng sanh sớm ngày thành Phật. Chúng ta không có nguyện như vậy, không có tâm như vậy, sai rồi. Đời này không thể đến thế giới cực lạc được. Chúng ta với Phật A-di-đà tâm nguyện giống nhau, đức hạnh giống nhau, như vậy quý vị chắc chắn được sanh. Cho nên phải buông xả tham lam. Với tất cả thuận cảnh, hiện duyên, tuyệt đối không tham luyến.